Hôm nay chúng ta hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Bài học từ con lừa, tận dụng từng giây phút để thiền, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 1 tháng 8 năm 2013 tại Pháp. Chà, chà. Từ đâu? Dạ, California. Úc. Dạ, từ Pháp, Canada. California, Trung Hoa. Dạ, Canada, Hoa Kỳ. Dạ, Úc. Hoa Kỳ, tốt, tốt. Ồ, Oklahoma. Không thấy thôi hả? Vậy để tôi đứng lên. Bao nhiêu người Hoa? Giơ tay lên. Không còn nhiều mấy, chỉ mấy người này thôi. Dạ. Từ Trung Quốc. Người Hoa. Dạ, Formosa, Đài Loan. Dạ, Trung Hoa, Đại Lục. Dạ, Đài Loan, Formosa. Được rồi, bao nhiêu người nói tiếng Anh? Được rồi, quý vị ráng hiểu. Vậy còn hai người này? Dạ, Pháp. Pháp hả? Dạ, phải thông dịch. Dạ, xấu hổ quá. Nhìn thật xinh đẹp và thông minh vậy mà không biết nói tiếng Anh. Dạ, một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Anh, người kia không nói. Tôi biết, thật hổ thẹn cho người không nói tiếng Anh. À, quý vị chỉ cần bơi qua eo biển Anh là xong. Ngay đó, phải không? Dạ phải, gần giống một quốc gia. Dạ, và không nói tiếng Anh. Ngay cả mấy người Hoa này cũng nói được tiếng Anh ha. Đúng vậy. Thôi, không sao. Tha cho quý vị. Tôi nghĩ quý vị nói tiếng Anh. Có điều không nói được nhiều lắm, đúng không? Quý vị chỉ muốn mình đặc biệt thôi. Thông dịch riêng. Chà, quý vị trả cô ấy bao nhiêu tiền? Rồi, lần nữa, bao nhiêu người nói tiếng Anh? Hồi nãy nhiều hơn, sao bây giờ ít hơn vậy? Thôi, quý vị khỏe không? Dạ khỏe, thưa sư phụ. Chị nói đùa cho vui để quý vị thư giãn một chút. Khi đi vào, tôi thấy quý vị ngồi thật nghiêm trang. Thưa Phật, xin nói vài lời. Hoặc hãy mau mau biến con thành Phật. Tức khắc thành Phật. Được rồi, từ Úc hả? Hôm qua có mấy người đồng hương của quý vị, họ còn đây không? Tội nghiệp. Được rồi, mấy người dễ thương. Cô nói tiếng Anh được, phải không? Tuyệt vời. Con không phải người Pháp, con người Ba Lan. Ồ, Ba Lan. Nhưng cô ở Pháp và nói tiếng Anh. Hay quá. Hay lắm. Còn anh? Dạ, Âu Lạc. Âu Lạc còn gọi là Việt Nam, cũng nói tiếng Anh luôn. Dạ, con sống ở Canada. Dĩ nhiên phải nói tiếng Anh. Anh đang làm gì đó? Anh đang làm việc này hả? Họ bảo anh làm việc này hôm nay à? Nếu sư phụ cần, con xin chuyển cho ngài. Họ bảo anh làm như vậy à? Dạ. Hãy tháo ra. Đây chỉ là những thứ công cộng, không phải đồ đặc biệt của tôi. Nếu là đồ đặc biệt của tôi như gối chăn, thì tôi không thích có mùi mồ hôi tay của người khác. Nếu không quá nặng mùi thì không sao, nhưng mình không bao giờ biết ai nặng mùi, ai không nặng mùi. Khi họ bị căng thẳng, họ đổ mồ hôi như tắm. Ồ, gối của sư phụ, ồ, ồ. Rồi cả cái gối ướt đẫm. Vì chúng ta có khoảng 400 tuyến mồ hôi trong mỗi cm vuông của bàn tay, nhiều hơn toàn thân thể. Thân thể không có nhiều tuyến mồ hôi,
Trên từng cm vuông như vậy, nhưng bàn chân và bàn tay lại có rất nhiều, do đó bàn chân quý vị hôi. Ý tôi là nếu quý vị đổ mồ hôi nhiều, nếu tập thể thao, quý vị cần phải giặt vớ. Nếu không, sau một thời gian, quý vị sẽ có vấn đề ở bàn chân. Biết sao chân có mùi không? Vì vi khuẩn tồn tại khắp nơi trong không khí, không phải do quý vị. Không phải quý vị có mùi, mà do vi khuẩn trong không khí. Vi khuẩn sinh sôi nảy nở khi bàn tay mình ẩm ướt do mồ hôi. Rồi trời nóng, môi trường thuận lợi. Vi khuẩn gặp môi trường thuận lợi cho nên sinh sôi nhanh. Lý do là vậy. Và chúng cũng bài tiết nữa. Có lẽ chúng cũng đổ mồ hôi trong tay quý vị nữa. Hay làm gì đó trong tay mình. Chúng biến tay quý vị thành nhà vệ sinh của chúng. Cho nên tai mới có mùi, chân cũng vậy. Mấy chỗ khác cũng vậy. Ngoài ra, mình cũng bài tiết những gì thân thể không cần. Nó cũng thoát ra ngoài theo lỗ chân lông. Sau một hồi, vi khuẩn sinh sôi nảy nở và rồi mình có mùi. Thân thể này thật sự là một cơ cấu rất kỳ diệu. Nó làm đủ chuyện tuyệt vời và nhiều việc lại không tuyệt cho lắm. Nếu mình dùng nó vào việc tốt thì sẽ tuyệt vời. Nếu dùng làm điều không tốt thì không tuyệt chút nào. Ở Toronto, người ta chỉ nói tiếng Anh phải không? Người Quebec nói tiếng Quebec. Nếu là người Pháp, quý vị không hiểu gì hết. Thật đó, họ nói khác so với người Pháp, nhưng họ nói là họ nói tiếng Pháp. Chỉ là tiếng Pháp khác. Nhiều lúc cũng giống người Thụy Sĩ, họ cho là họ nói tiếng Đức. Đúng, họ nói tiếng Đức, nhưng âm giọng tôi cũng không hiểu. Khó mà hiểu được mấy người Đức gốc Thụy Sĩ nói gì. Người Pháp gốc Thụy Sĩ thì không biết, tôi chưa từng gặp qua. Cũng hiểu được à, dễ hả? Người Pháp gốc Thụy Sĩ dễ hiểu, nhưng người Đức thì không dễ. Người Đức gốc Thụy Sĩ, thỉnh thoảng tôi thấy trên truyền hình Đức và người Thụy Sĩ nói tiếng Đức. Và tôi chịu thua. Bởi vậy, tất cả chúng ta nên nói ngôn ngữ quán âm, phải không? Dạ phải. Dễ hiểu, đúng không? Dạ đúng. Phải, thấy không? Quý vị đều đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Pháp, Ba Lan, Úc, Gia Nã Đại, Âu Lạc Việt Nam, Trung Quốc, Formosa, Đài Loan, Mã Lai Á, Tân Gia Ba, khắp nơi. Nhưng quý vị rất hòa hợp với nhau, ngay lập tức, phải không? Dạ phải. Quý vị không cần nói bằng miệng. Thậm chí không nói bằng tai, quý vị nói bằng tâm. Và mọi người có vẻ giống như một gia đình ngay lập tức. Ngay lập tức, phải không? Dạ phải. Có ai ở đây quý vị nhìn rồi cảm thấy không tốt không? Dạ không. Tất cả đều tốt ha? Đúng vậy. Quý vị cảm thấy giống như anh chị em. Nhiều khi còn gắn bó hơn anh chị em nữa. Ý tôi là anh chị em ruột. Dạ. Không gây gỗ, đúng vậy, không cãi cọ. Tốt hơn là đừng gây gỗ. Được rồi. Quý vị có gì không? Có câu hỏi gì không? Ở đây không có bánh thần chay. Bánh đâu rồi? Dạ, ở một bên. Nhiều đó thôi à, một giỏ thôi à. Quý vị có thể mang đến đây. Một giỏ thôi à. Cho nhiều người vậy. Con có thể mang ra thêm từ phòng thiền. Và trong phòng thiền có rất nhiều bánh mà rất ít người đi. Mang thêm đến đây, đặc biệt cho người mới, họ khao khát. Khao khát tình thương ha. Đây này. Quý vị có cái nào chưa? Một, hai cái thôi, tượng trưng thôi nhé. Tùy vào vận may của mình. Quý vị đâu phải đến đây để ăn, đúng không? Dạ đúng, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Chia nhau nha. Chia nhau nha. Nếu quý vị lấy nhiều thì chia cho những người bên cạnh. You do
Quý vị rao giảng sao thì làm vậy nha. Quý vị luôn nói chia sẻ là quan tâm từ ái ngày nọ. Bây giờ làm đi. Đừng cất hết vào túi mình, được chứ? Con để lên mặt con, mặt cô. Lấy thêm nữa đi. Ai chưa có, chưa có. Dạ không, ở đây sư phụ. Không có, này, không à. Một cái là đủ. Quý vị muốn phát phì khi ở đây sao? Tôi không làm được, cho nên quý vị tự lấy. Được chứ, đó. Đi nào, cảm ơn sư phụ. Đi phát, đi đi. Chúng tôi không còn nữa. Được rồi. Ở đây không có à? Quý vị có cái nào không? Quý vị không có. Đưa, đưa đây, ở đây, ở đây. Hai người, hai người. Tốt. Tôi nghĩ bánh kem thuần chai nói lớn hơn mọi lời nói. Hãy nhìn xem. Nhìn xem họ thích cỡ nào. Mọi người chia nhau. Tôi chia cho quý vị. Được. Vùng nào của Pháp? À, cô đó. Cô quên rồi sao? Con sinh ở Paris. Chị ấy sinh ở Paris. Ở Paris, dạ phải. Ồ, dân Paris. Tuy không nói tiếng Anh, nhưng cô cười rất tươi. Như vậy là rất tốt cho nước Pháp. Và nhìn cũng đẹp mắt. Cô có nụ cười đẹp. Tốt hơn là không có gì ha. Khi đi xuất ngoại, tôi không thể nói được hết mọi ngôn ngữ. Tôi cũng luôn luôn mỉm cười. Hễ thấy ai, họ nói gì, tôi không hiểu nhưng vẫn. Và mọi chuyện đều tốt đẹp. Đôi khi nếu cảnh sát hỏi tôi điều gì đó trên đường hay lúc lái xe, họ hỏi nhiều lắm. Tôi chỉ đáp, à, bằng lái của tôi à, được, được, rồi, rồi. Rồi họ nói tiếng Anh. Thời nay cảnh sát nói tiếng Anh. Ngày nay tất cả họ rất lịch sự, thông minh. Nếu còn dư, quý vị mang cho người nào chưa có. Người nào có quá ít. Chúng con có rồi. Ở đây nữa. Ôi chào, đừng lấy anh ta. Đừng lấy anh ấy. Họ cứ kéo thêm hoài. Lấy một ít thôi. Ở đây có thêm này. Bánh thuần chai miễn phí. Anh chàng đó thì không. Anh có miễn phí không? Không, thấy chưa? Nói rồi. Tôi biết hết. Lấy thêm đi. Ở phía sau đó, có hai người. Thưởng thức nha. Thưởng thức chút tình thương. Tình thương chào đó. Không có gì nhiều, chỉ là chút tình thương chào đó. Được chứ? Dạ. Không nhiều, tượng trưng cho tình thương thôi. Quý vị thấy tôi không? Dạ thấy. Từ Formosa, Đài Loan. Dạ, Formosa và Trung Quốc. Formosa và Trung Quốc. Hôm nay quý vị trúng số độc đắc. Vì thường thì có rất nhiều người từ Formosa và Trung Quốc chen chúc nhau ở đây. Rất đông người. Hôm nay ở đây không có nhiều người nên quý vị có thể ngồi đây. Thật đặc biệt. Không đặc biệt sao? Dạ, đặc biệt. Quý vị không hiểu gì hết. Tôi nói thường thì có rất nhiều người Hoa đến từ các quốc gia khác nhau, Trung Quốc, Formosa, Đài Loan, Singapore, Mã Lai, v.v. Cho nên có rất nhiều người chen chúc nhau trong đây.
Thường thì tôi không đưa người Hoa đến đây, cho nên tôi nói hôm nay họ may mắn vì không có quá nhiều người. Tôi nói họ trúng số độc đắc, cho nên họ vui. Là vậy đó. Giờ quý vị thấy tôi rồi, giờ quý vị có thể thấy tôi. Phải, phải, được rồi, có câu hỏi nào không? Người Hoa, người Âu Lạc Việt Nam hay ai cũng được, người Anh. Thưa sư phụ, câu hỏi của con liên quan đến việc tâm ấn. Con tâm ấn nửa pháp và nguyên pháp. Con vừa thọ tâm ấn ngày 1 tháng 5. Oh, em bé mới. Câu hỏi của con là nếu có người thọ pháp trước lễ tâm ấn, đó có phải là trọn pháp không? Xin sư phụ kiểm xem. Chuyện này có xảy ra, có xảy ra. Đôi khi người ta chỉ cần nhìn vị minh sư một lần, và bởi vì người đó rất đơn thuần hoặc thành tâm, họ đã tìm kiếm minh sư từ lâu, cho nên việc thọ tâm ấn cũng diễn ra như vậy, cũng trong linh ảnh. Hay ở nhà họ, dùng nhục thể vì minh sư chưa từng đến đó, việc này có xảy ra. Nhưng tốt hơn, hãy đến thọ tâm ấn chính thức, để đầu óc quý vị nhớ được các hàm danh và phương pháp nha. Dạ, nhưng sư phụ có thể kiểm xem con đã được ngài truyền nguyên pháp chưa? Cô chưa thọ tâm ấn à? Cô thọ tâm ấn ở đâu? Dạ, việc này không xảy ra trong buổi lễ tâm ấn, không hả? Chuyện gì đã không xảy ra trong buổi lễ tâm ấn? Cô không thấy gì sao? Dạ, không thấy trong buổi lễ, nhưng trước lễ tâm ấn thì thấy. Được rồi, không quan trọng. Không có vấn đề gì, chỉ là cô quá nôn nóng. Cho nên vị minh sư cho cô trải nghiệm một chút thôi. Nhưng trong buổi lễ tâm ấn, cô cũng nên chú ý nghe những điều họ dặn cô. Nếu cô quên, thì cô hãy hỏi các sứ giả Quán Âm khi họ đến lần nữa, hoặc hỏi những đồng tu lâu năm, người mà thật sự thông minh và nhớ được mọi điều. Dạ, tốt. Nhiều người có thể nghiệm với vị minh sư ngay cả trước khi tôi nhận chức. Trước đó rất lâu, khi tôi còn trẻ. Vì vậy, cho dù quý vị có thể nghiệm âm thanh hay ánh sáng ở nhà thì cũng tốt, hiểu không? Bình thường thôi. Và rồi nhiều khi trong lúc thọ tâm ấn chính thức, quý vị quá lơ đãng hoặc mỏi mệt hay kỳ vọng quá nhiều và quá kích động, thì quý vị sẽ bỏ lỡ đôi phần, nhưng không sao. Cô cứ tiếp tục thiền, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý vị. Không à, quý vị không muốn hỏi ai đâu. Được, được. Cảm tạ sư phụ về mọi việc. Hôm nay, con có một thể nghiệm rất tốt trong băng hành sư phụ nói. Chúng ta đang trên con đường thần kỳ. Thưa đúng vậy, con tuyệt đối tin sư phụ. Một chuyện nữa, sư phụ đã mang sự hỗ trợ từ thiên đàng như năng lượng dự trữ. Việc này cũng xảy ra với con gái của con. Cháu đã bắt đầu thuần chay cách đây 4 ngày và không muốn ăn thịt nữa. Một ngày nọ, cháu đi tàu điện ngầm và gặp một bà lão ăn mặc rất đẹp. Và lúc đó, bà ta đang đọc một quyển sách về đời sống lạc quan. Bà ngồi trên băng ghế, trang phục rất đẹp, khoảng 80 tuổi. Ở giữa là một cô bé cầm bóng bóng và con gái con ở bên cạnh cô bé ấy. Bà ấy nói chuyện với cô bé ở giữa, nhưng cô bé ở giữa không nói chuyện với bà. Rồi khi cô bé ở giữa bỏ đi, con gái của con nói chuyện với bà lão. Bà nói, ồ, tôi có cuộc sống rất hạnh phúc vì tôi nghĩ về đời sống lạc quan, đại khái vậy. Con gái con trò chuyện với bà. Con phải luôn luôn suy nghĩ về đời sống lạc quan. Con gái con hỏi, bà làm nghề gì? Bà đáp, tôi là giáo sư đại học. Giáo sư, dạ giáo sư. Khi bà ấy đi khỏi, con gái con tìm trên mạng Google. Đúng thật, bà ấy là giáo sư.
Nhưng đã qua đời năm 2008, nên con gái con sợ lắm. Con khuyên không không, đừng sợ. Bà ấy chỉ nói cho con hiểu rằng con phải nghĩ về đời sống lạc quan. Có ai hiểu không? Dạ hiểu, được tốt. Và có một nhóm khác, bạn của con gái con, nhóm kế toán viên đặc quyền, họ có học thức rất cao. Họ nói, ồ, chúng con sẽ đi cắm trại. Và rồi họ đến vùng cắm trại đó ở Calendo. Bây giờ nơi đó đang hạn hán vì sông ngòi đã khô cạn và toàn đất sét. Họ cắm trại một đêm ở đó và nói, mẹ à, mẹ biết gì không? Chúng con đồng nhất thể với vũ trụ. Chúng con cảm thấy mẹ địa cầu chịu nhiều đau khổ. Và chúng con cảm ơn mẹ địa cầu. Chúng con nhìn lên thấy bầu trời đáp lời chúng con bằng cách thay màu của mây. Cả nhóm con gái đều thấy được. Họ khóc và nói, con nhìn cây cối, cảm thấy cây sáng lấp lánh và cây rất hiểu chuyện. Con cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cây chết. Và rồi cả đêm họ không ngủ và sáng hôm sau họ đi ra biển ngắm bình minh và nói, mẹ ơi, bây giờ con hiểu những điều mẹ nói trước đây. Vì con từng nói con nên đồng nhất thể với vũ trụ. Rồi con sẽ hiểu. Bây giờ cháu rất hiểu con và tin điều đó. Rồi cháu không còn ăn thịt nữa. Cháu tập thể dục, sống lành mạnh. Cảm ơn sư phụ về mọi việc. Tốt, cô là người mẹ tốt. Cảm ơn. Tiện thể con có tờ khẩu hiệu ăn thuần chay tạo hòa bình. Con dán lên xe của con. Mỗi lần lái xe vào bãi đậu xe, con luôn luôn đậu xe trước cửa. Vì tờ khẩu hiệu, dạ phải. Ăn thuần chay tạo hòa bình. Dạ đúng vậy, vì có một ngày nọ khi con đậu xe ở đó, có một người đàn ông đến gặp con và nói, ồ, ăn thuần chay tạo hòa bình. Tôi mới ăn chay được một tháng. Con nói, vậy à, tốt quá, ông muốn sách gia chánh không? Vì con cũng có hai quyển. Con tặng ông ấy một quyển. Ông ấy rất thành tâm. Xem một cách vui thích. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn cô. À, cô nói đi. Kính chào sư phụ. Thật ra con không có câu hỏi, con nghĩ vậy. Chỉ là năm nay con cảm thấy rất nhiều khác biệt. Cảm thấy như mọi chuyện dễ hơn. Mọi sự đã thay đổi. Nhẹ nhàng hơn. Xin cảm tạ sư phụ. Con nói với chó của con rằng con sẽ đi gặp sư phụ và hứa sẽ nói với sư phụ rằng chúng rất thương ngài. À, cảm ơn cô. Nói với chúng, tôi cũng rất thương chúng. Còn gì nữa không? Thưa sư phụ, con nghe nói ông Bill Gates muốn tặng tiền cho các công ty thuần chay hoặc trường chay. Ông ta đang làm vậy ạ? Dạ, bởi vì ông ta biết rằng vì tương lai, vì môi trường, chúng ta cần phải ăn chay, cho nên ông muốn mọi người bớt ăn thịt. Vì vậy, nếu họ có thể chế biến thịt giả ngon, ông ấy muốn tặng tiền cho họ. Tuyệt vời, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Mình không lấy tiền của họ, nhưng có lẽ nhiều người khác cần. Mình để những người không có tiền, nhưng muốn mở nhà hàng chay này kia, những người bên ngoài đảm nhận việc này, hoặc mượn tiền rồi trả lại ông ấy sau, hay đưa người khác mở nhà hàng chay. Đúng, vậy rất tốt. Quý vị đọc tin này ở đâu? Dạ, bạn con. Cô ấy có trang mạng tên Thuần Chay Muôn Năm và đăng tin lên đó. Con nghĩ cho dù người ta chỉ đọc tin này, vì ông là một người nổi tiếng nên có thể họ sẽ kính trọng ông và sẽ lưu ý đến điều đó. Đúng vậy, thật tuyệt khi ông dẫn đầu trong lĩnh vực này. Tuyệt vời. Tôi rất biết ơn những người như ông, những người rất nổi tiếng, lại dẫn đầu phong trào cao cả này. Rồi nhiều người cũng sẽ nghe theo. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi thế giới sẽ được cứu. Nếu có ai trong quý vị thật sự cần tiền, quý vị cũng có thể mượn, mượn chứ đừng lấy luôn. Rồi trả lại, quý vị biết đấy, mình không lấy bất cứ gì từ bất kỳ ai, nhưng tôi cũng không mượn, vì tôi chỉ không mượn. Bởi nếu mượn, chúng tôi cũng biết rất nhiều người có tiền bạc này nọ, có thể giúp mình tiếp tục làm truyền hình vô thượng sư. Nhưng tôi nói không, không, không.
Mình có gì dùng nấy. We take care of ourselves and we spend what we Và have. Chỉ tiêu những gì mình có, làm means. trong khả năng của We mình. don't need to borrow Chúng ta money không cần mượn tiền anyone. ai. And sometimes it's not just Đôi borrow, khi but không chỉ mượn certain bank thôi, you can nhưng put có money nhiều in. ngân hàng Then mình you có get a thể lot gửi out tiền after vào in a few và sau months đó or lấy in a ra được year. nhiều tiền lợi sau 10 vài times tháng hoặc more, một you năm, know? được I hơn could gấp do that 10 too, lần. but I don't Mình want cũng it có thể either. làm vậy, nhưng tôi Because cũng I don't không muốn, know in the vì bank, I tôi don't know không what biết kind trong of ngân money hàng đó goes in tiền của there. họ từ đâu đến. You see what I mean? Yeah, Quý so vị I hiểu don't ý tôi want không? it. Thế nên tôi I không didn't muốn. want it. Tôi Yes. không muốn And tiền đó. besides, we've done Hơn enough nữa, with Supreme Master mình Television đã làm already. truyền hình vô thường Talk sư a lot đủ rồi. already. If people Đã don't nói listen quá then, nhiều then rồi. Nếu người ta không nghe what else to do? Yeah? thì làm gì nữa đây? Keep talking Cứ forever. nói mãi, nói hoài. It's okay. Yeah. Tốt lắm, It's tin good hay. news, huh? Good news not because he give Tin money, tốt but không good phải news vì ông because ấy he's tặng such a, tiền, nhưng vì ông ấy how say, great public là một figure, người and nổi then he tiếng lead như this vậy mà lại movement, dẫn đầu then phong trào it's này. very, very Thật good for vô our cùng planet, tốt cho địa for cầu chúng our ta, people, cho nhân for our loại và world. thế giới. Yeah, I thank him, Nhân by tiện the way. đây tôi cảm Very ơn good. ông ấy. Thank Tốt you. lắm. Good news. I Cảm like ơn. good Tin news. vui lắm. Tôi thích tin Anybody vui. else? Còn ai nữa? Ah, yeah, over there. Được, đằng kia. And La France. Viva la Pháp. Pháp quốc muôn năm. France. Viva la Parisienne. Người Paris muôn năm. Yeah. Alors, Kính thưa sư phụ, yeah. vậy Ça cô va, ổn chứ? toi? J'ai quelque chose très positif Con có à điều me. này rất Oh, lạc ok. quan, xin C'est chia bien. sẻ. Une Ồ, collègue de tốt. travail Có qui est một très đồng nghiệp jeune, rất trẻ, 22, 23 khoảng ans. 22, 23 Elle tuổi, a installé des dựng yurts lều dans mông les cổ Pyrénées, ở Pyrénées-Orientales. Oh, Pyrénées-Orientales. yeah, pour que les gens Ồ, vậy viennent en à, người vacances, ta có thể đến se đó vào reposer dịp et dîner faire lễ des để thư repas, giãn. Cô dîner ấi chuẩn bị spectacle các chương des trình bữa dames tối thuần végétaliennes. chay. Oh, c'est vrai. Ồ, Elle thật est sao? super. Elle Cô fait ấy la rất giỏi, cuisine cô ấy nấu các món délicieuse chay rất végétalienne. ngon. Pourquoi elle fait ça? Tại sao cô ấy Bah, làm elle vậy? voudrait que les Cô gens ấy muốn người viennent en ta vacances et đến đó vào các ngày nghỉ lễ. elle adore les Và animaux, cô elle rất est thương thú végétalienne vật, depuis cô ăn tout, thuần chay depuis sa từ nhỏ. naissance. Oh, toute seule sans ses parents. Sống một mình, không Oh, bố mẹ. sans ses Ồ, parents? không có cha mẹ Si, sao? mais les Cô parents ấy có mangent de bố la mẹ, viande. nhưng Oh, họ ăn trois thịt. enfants Và sont cả tous ba les người trois con của végans. họ đều thuần chay. Oh! Et où ça? Ở đâu? Ils sont nés à Paris, Họ sinh quán ở Paris. mais je connais sa maman, Con quen mais mẹ les cô enfants ấy, sont nhưng các con của très bà rất kiên quyết obstinés không pour ăn ne thịt. pas manger la viande. Wow, Hay quá, bravo. hoan hô, Voilà. hoan hô. Ça marche très bien. Họ rất khỏe Ça mạnh. marche très bien. Je suis Tôi très rất heureux vui de khi nghe savoir. điều đó. Merci. Cảm ơn. Merci, Cảm hein? ơn, C'est hay lắm. très bonne nouvelle. Tin rất vui. Okay, anyone Được, còn else? ai nữa? I just want to ask, Con chỉ muốn hỏi, if we have nếu có negative ý nghĩ phủ thoughts, định, how many points chúng we ta going sẽ to mất lose? bao nhiêu điểm? Oh, it depends on what Ồ, kind of còn tùy negative đó thoughts, là loại ý okay? nghĩ phủ định Yeah, gì. if it's bad and Nếu ý nghĩ heavy, đó then you xấu và lose nặng nề, more. quý vị sẽ mất nhiều If hơn. it's light or Nếu nhẹ hay ít less, xấu hơn, then less. quý vị mất ít hơn. Cảm ơn sư phụ. Anytime we Bất cứ think khi nào nghĩ khẳng positively, định, we chúng ta gain đều có points. điểm. Anytime we Hãy think nghĩ phủ định, negatively, we lose points. chúng That's ta for mất sure. điểm. Chắc Okay? chắn vậy, hiểu không? Thank you. Dạ, You're cảm ơn welcome. sư phụ. Không có chi. Ayo. Còn gì nữa không? Okay, nếu có mấy vấn Được, đề nếu quý vị không còn câu thì hỏi chúng nào, ta tiếp mình hãy tiếp tục tục thiền. thiền. Ngồi bên ngoài Ngoài mát hơn, ngoài không không khí khí tốt, trong lành tự nhiên và thiên thì nhiên tốt hơn. tốt hơn cho Okay. việc thiền định. Bình thường vì Bình thường chúng ta chỉ phong thiền thủy bên trong khi tại trong. trời Nếu quá có nhiều mưa cơ gió. hội Vậy thì hãy khi ngoài nào được, quý vị thiền ngoài trời. ngoài Luôn luôn tốt hơn, hiểu không? là yeah. I Tôi say nói, because if it's rain vì or nếu trời too mưa much hay sun nắng or gắt too much wind, too hoặc much gió nhiều, weather thời tiết trouble, then xấu we quá, meditate inside. thì quý vị thiền But trong nhà. Nhưng bất whenever cứ you khi nào can có meditate thể, quý outside, vị hãy thiền outdoor ngoài is trời. better for you. Tốt hơn cho quý vị. Not because the air Không good phải chỉ vì also, ngoài but the trời không natural khí trong helps lành, you a mà lot, thiên nhiên then còn the giúp quý vị rất wall nhiều và bức tường không giúp won't. gì cả. Okay. Hiểu Huh? không? Dạ, bên ngoài rất Yeah, đẹp. it's nicer Đúng, out here. ngồi đây thoải mái hơn. This year is Năm nay pretty khá cool. mát mẻ. Normally this time of the year is Thường pretty thì hot thời here. gian này trong It's năm hot. ở đây rất nóng, phải không? Yeah. Dạ phải, Climate biến change. đổi khí hậu mà. And some places Một số bad, nơi some thời tiết places xấu, một số nơi khác thì good tốt. for us. Tốt cho mình. Yeah, but many other Nhưng nhiều quốc countries gia get a khác, heat wave, sóng nhiệt, Some people die làm người or ta is tử sick, vong hay stroke a ốm lot. đau, đột quỵ nhiều lắm. Terrible, terrible. Rất Even tệ. some cold country, Ngay cả những summer xứ heat lạnh, wave sóng just nhiệt mùa make hè them cũng làm very họ bệnh ill nặng hoặc tử or vong. fatal. Yeah. This is for your Bánh này cho con sister, của cô. The one that
Những ai mà cô nói, cho chó của cô, thương chó của cô, phải chó của cô là con cái của cô. Tôi không có con cái, tôi rất thương chó của cô. Nhiều người có chó hoặc mèo và họ không màng đến chuyện có con hay không. Thật vậy, họ cảm thấy được thương yêu như một số người cao niên. Họ không còn con cái. Hoặc con cái rời bỏ họ, nếu có vài thú nuôi, họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Họ không cảm thấy quá cô đơn hoặc bị ruồng bỏ vì con cái không về thăm viếng họ. Cho nên đôi khi họ còn cảm thấy thích hơn. Chó của tôi là con của tôi. Hôm nay tôi đưa họ tới đây chỉ vì họ muốn đến. Rất muốn được nhìn ngắm, quanh quẩn bên tôi. Thưa họ khỏe không ạ? À? Rất khỏe, họ khỏe. Tất cả quý vị đều có chó phải không? Dạ. Ai không có chó đâu, giơ tay lên. Dạ, con có mèo. Cô có mèo. Ồ, ý tôi là chó, mèo, chim, gà, lợn, bất cứ gì. Quý vị đều có thú nuôi ha? Dạ. Ai không có bạn thú nào trong nhà đâu, giơ tay lên xem. Chúng con không có. Vì chúng con thường di chuyển. Thì đưa chúng theo cùng. Dạ, năm nay chúng con sắp nhận nuôi một bạn thú. Vậy tốt, một cô chó husky. Không cần phải nuôi, nhưng thôi được, tùy hoàn cảnh của quý vị. Lúc đầu, tôi thường đi rất nhiều nơi, khắp thế giới, giảng pháp này kia. Tôi nói không thích hợp cho tôi, không chó, không mèo gì hết, không, không, không. Nhưng khi thấy chúng đau khổ, tôi không thể từ chối, cứ phải đưa chúng về nhà nuôi. Và thế là xong. Một con, rồi hai con, rồi ba, tới bốn con, rồi năm, và rồi mười con. Gặp lại quý vị bên ngoài sau. Cảm ơn sư phụ. Supreme Master Ching Kai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Agradecemos su compañía en este episodio de Entre Maestro y Discípulos. Acompáñenos nuevamente mañana para el próximo episodio de La Lección del Burro. Usa cada segundo para meditar. Ahora, por favor, sigan sintonizados a Supreme Master Television para ver palabras de sabiduría. Que todos los seres pronto se regocijen en paz y felicidad. Para más detalles, por favor visite www.suprememastertv.com/bmd.